Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều tối thứ bảy Việt Nam sáng Chủ nhật. Chúc anh chị em các bạn một ngày mới an khang thịnh vượng. Bà con kiều bào, anh chị em các bạn kiều bào, bà con kiều bào một cuối tuần thịnh vượng và an khang. Anh chị em các bạn biết thì cuộc sống nói chung là luôn là những cái chuỗi ngày dài, ở đâu thì mình cũng phải biết phấn đấu. Chào chị các bạn trong diễn đàn, nhiều khi mình thấy những vấn đề mà thiên tai lũ lụt ở trong nước, nhiều khi anh chị các bạn bức xúc, một số người tôi thấy bức xúc đem những cái vấn đề thiên tai trong xã hội Việt Nam để phê phán, lên án một cái thể chế, thì tôi thấy là cái đó là không đúng. Nó đến thiên tai thì nó không chừa ai hết anh chị các bạn. Các bạn thấy ở đất Mỹ thiên tai nó cũng xảy ra rất là nhiều, không riêng gì ở Việt Nam đâu. Con người không thể nào mà chống chọi với lại thiên nhiên được, nhất là trong cái thời kỳ mà cái sự ô nhiễm và tàn phá của con người trên cái vũ trụ ngày hôm nay. Cho nên nó làm cái bầu khí quyển ozone đó anh chị các bạn, nó bị hao mòn, thì nó không có che chắn những cái mà khi nó chiếu những cái tia sáng xuống, nó làm những cái vùng đóng băng, rồi làm biến đổi khí hậu. Anh chị các bạn thấy gì chứ, bên Mỹ nhiều khi cái mùa này là mùa tuyết, mùa lạnh đó. Ở những người mà người ta sống ở xứ lạnh anh chị em các bạn, người ta cũng vất vả chăm bề lắm. Anh chị em các bạn biết mùa lạnh này, những người mà sống ở nó gọi là Back East đó, ở vùng mà miền East của nước Mỹ đó, tuyết rơi vất vả lắm. Các bạn thấy vậy chứ, nó cũng xảy ra những cái vấn đề và vấn tai nạn rồi chết chóc đủ thứ hết. Nhiều khi xe là phải cào tiết, các bạn biết thức dậy là phải cào tiết, nhà cửa rồi cũng vậy. Họ để những cái đồ mà nó làm cho tan tiết ra, chứ không thôi là mở cửa ra không được. Xe rồi cũng vậy, họ cũng phải để những cái đồ mà nó làm cho ấm cái máy xe, các bạn biết cái môi sáng đề không nổi, rồi phải cào tiết kiến xe rồi, cực vất vả lắm. Chứ không phải nhiều khi mình thấy ở quê hương mình mưa lũ rồi làm xảy ra những cái sự việc thiên tai rồi mình lên án một cái thể chế, một cái chính cơ chế, thì tôi nghĩ đó là nó không có đúng. Các bạn thấy trong nước hiện nay, khi mà những cái thiên tai nó xảy ra, những người dân mình, từ những cái cán bộ từ địa phương cho đến mọi nơi, người ta đồng lòng với nhau giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề mà lũ lụt thiên tai. Cái đó thì mình nên cùng nhau để đặng mà giải quyết thiên tai, để mình giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống nó tốt hơn. Chứ còn ngồi đó mình cứ than trách tại sao nhà nước Việt Nam để lũ lụt như thế này như nọ, cái đó rất là buồn cười, vớ vẩn. Rồi lên mạng viết blog rồi phê phán rồi xuyên tạc, nhất là mấy cái đám chống cộng cực đoan, mấy cái đám đó mất dạy, tôi ghét mấy cái đám đó. Cái giống quái gì nó cũng nhảy vô nó xuyên tạc được, nó không bao giờ mà nhìn cái sự thật của cuộc sống. Các bạn thấy đời sống ở bên Mỹ nó cũng vậy, khi có những cái vấn nạn, những cái thiên tai nó xảy ra, người ta cùng nhau người ta giúp, chứ không có ngồi đó mà cái đổ lỗi tại ông Trump hay là tại ông này ông nọ ông kia. Các bạn thấy người ta đồng lòng với nhau để đặng mà giúp đỡ, nó làm từ thiện kinh khủng lắm. Các bạn biết khi mà ở Mỹ nó thiên tai á, nó làm từ thiện, nó giúp đỡ những cái người mà họ gặp nạn để đặng họ có thể đứng lên, đứng vững trong cái cuộc sống. Mùa này các bạn biết bên Mỹ dân mà sống ở như vùng Minnesota, như anh chỗ anh cầm rồi, Seattle rồi, rồi New York, Pennsylvania, mấy cái vùng ngoài đó các bạn biết cực kỳ vất vả.
nhà cửa thì phải có máy sưởi, nói không các bạn biết đốt ga rồi cũng phải tốn kém rất là nhiều, không có sưởi sao chịu nổi. Ở mấy cái vùng đó các bạn biết người ta xài máy sưởi đó, họ âm những cái hệ thống mà làm nóng ở dưới đất, ở dưới cái nền nhà, anh chị các bạn biết họ âm vô trong đó và để cho nó đốt nóng lên trên. Họ dùng những cái loại sưởi bằng ga, còn cũng bằng dầu nữa. Các bạn biết nó dùng dầu á, ôi á, nó cho vô mấy cái ống nó đun, rồi nó làm nó đây cái hơi nóng đó. Có tiền người ta tìm đủ mọi cách để đặng họ vượt qua cái mùa lạnh này. Nói chung cái mùa là mùa lạnh, nó có những cái nan đề của nó chứ không phải là không đâu anh chị các bạn. Bão tiết có những bây giờ là chưa đó, khoảng hết tháng 12 các bạn sẽ nghe những cái cơn bão tiết. Bây giờ cho tới Noel này là bắt đầu nó sẽ rơi tiết bão tiết rồi. Khi đang lái xe anh chị các bạn biết bị bão tiết cực kỳ nguy hiểm. Nó lạnh khi xe, nhiều khi nó các bạn biết nó trượt bánh là nó tông nhau xèo á. Có nhiều người họ bị đi lạc trong rừng vô những cái cơn bão tiết, họ bị lạc á. Khi mà những cơn bão tiết các bạn biết họ xài những cái hệ thống định vị nó đâu có làm việc được, thành ra họ vẫn bị lạc đường lạc lối. Nó cũng có những cái câu chuyện mà bão tiết mà người ta xảy ra những tai nạn mà cả tuần cả tháng rồi mới tìm ra được cái nạn nhân. Nó nhiều cái sự thương tâm lắm. Ở cái đất Mỹ này các bạn biết cái nhiều những cái vấn đề mà thiên tai nó xảy ra tùy theo mùa, nhất là cái mùa đông với lại cái mùa mà nó chuyển hướng. Anh chị các bạn biết khi nó chuyển mùa đó, nó chuyển mùa, nó giao mùa với nhau, từ mùa đông nó qua mùa ấm á, là cái những cái mùa đó các bạn biết những cái cơn bão nó nổi lên, nó quét kinh khủng lắm. Bên này các bạn chưa thấy những cái cơn mưa bão nó tấp nhà mà nó bay còn hơn ở Việt Nam mình rất là nhiều. Tại cái đất Mỹ này nó lớn lắm anh chị các bạn biết không, nó lớn, nó rất là rộng, cho nên những cái chuyện mà vấn nạn trong xã hội nó xảy ra ầm ầm ào ào. Sống ở đâu giờ hồn ai nấy giữ, đâu phải qua Mỹ rồi là mình cái gì cũng hoàn hảo ở đâu anh chị em các bạn. Có nhiều người nghĩ ô tôi qua Mỹ là chắc là tôi được ông tổng thống Trump ổng che chở, ổng cho ăn. Mấy cái đặc chống cộng cực đoan nó lên mạng nó cứ nói là lại mình ở Mỹ, ở Mỹ là không quý gì, nó gọi là không có nhớ ơn nước Mỹ. Làm gì phải nhớ ơn, nói chung mình làm chết bà cố mình luôn. Hồi xưa đạp chiếc xe đạp chứ làm nhà hàng cũng phải đóng thế, làm thấy bà cố mình đóng thế, tại mình sống mình đóng thế, mình làm mình có gì đâu. Thấy đời sống ở Mỹ mà chừng nào mà mình qua mà được Mỹ nó cấp nhà cho ở, nó cấp xe cho chạy, rồi nó cho mình ở điện không tốn tiền, chạy xe không đổ xăng không tốn tiền đó, thì nói là mình không nhớ ơn nước Mỹ. Còn Mỹ này nói chung là nó thả con tép nó bắt con tôm mà anh chị các bạn ơi, nó khôn lắm. Một cái đứa trẻ như vậy nó đầu tư lúc mà còn nhỏ, con của mình đẻ ra nhưng mà nó đầu tư hết trơn rồi. Đấy, nó đầu tư nó đến trường cũng vậy, nó dạy theo những cái mô hình của nó, làm sao là những cái đứa trẻ đó nó lớn lên đó, là nó đầu nó sẽ làm để đặng nó phục vụ cho cái nước Mỹ, đóng tiền thuế và làm. Bởi vì những đứa trẻ bên Mỹ các bạn biết nó tự lập rất là sớm, nó làm rồi bắt đầu nó tiêu xài, nó làm cho những cái đứa trẻ bên Mỹ nó vậy. Đời sống ở Mỹ chỉ có những thành phần mà ăn bám cái xã hội của Mỹ ngồi đó mới đội Mỹ trên đầu rồi. Còn tôi thấy ở Mỹ này tôi không có gì phải cảm ơn Mỹ cả. Tôi thấy tiền trao cháo múc, tiền chúc cháo cháo bánh ít đi qua bánh quy đi lại. Tại vì mình sống mình làm. Các bạn biết tôi mới vừa qua Mỹ mà cái gia đình mà hằng Mỹ nó ghép hồ sơ vô cho tôi đi. Mới qua Mỹ có mấy bữa là họ đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Các bạn biết phải sống lang thang
trời mùa đông lạnh như vậy nè, mưa nữa anh còn hơn nữa. Năm đó năm 86 còn nhớ, man cứ đi lang thang vậy đó. Rồi tá túc vô mấy cái nhà của mấy người Việt á, cái thằng bạn giờ tôi còn quen, tôi chơi thân nó, còn quen thân với nó đi diện con lai á, gõ cửa vô vô rồi ngủ đó, ngủ ở dưới đất á, dưới thảm á. Con mình như con mồ côi vậy, có cha có mẹ mình như con mồ côi vậy. Nói chung cuộc đời nó gian khổ thì mình phấn đấu lên, mình làm. Tôi làm, nói chung tôi mà đưa cái giấy thế mà tôi đóng mấy thằng mà chấm cộng cực đông bên Mỹ nó không có cửa. Hồi năm ngoái không tôi đóng 130.000 đô. Đóng rồi xong rồi các bạn biết đầu năm cái nó gửi gì, nó nói tôi khai đóng còn thiếu. Nó bắt phải trả thêm nữa. Thiếu một xu nữa nó cũng đòi chứ mà giỡn. Mình làm ăn mà, nói chung nó đất Mỹ, những thành phần mà sống lợi dụng vào phúc lợi xã hội thì nó ngồi đó nó cuồng Mỹ thôi. Còn tôi thấy không có gì phải cuồng Mỹ cả. Tao với mày bằng nhau, mày làm mày làm tao cũng làm. Tao mua tô phở, tao mua cái kẹo tao cũng trả tiền thuế vậy thôi. Tao làm thì tao làm tao cũng trả thuế vậy thôi. Có gì đâu mà phải bắt thằng Lợi Minh thì phải mang ơn nước Mỹ. Dám rồi Mỹ, tôi chửi lộn, tôi chửi tơi bời ba láo luôn. Tôi nói tôi mà chửi lộn với Mỹ tôi cũng nóng tánh lắm. Mấy thằng Mỹ tôi không bao giờ cúi đầu và biết khuất phục với tụi Mỹ, chưa bao giờ. Chưa bao giờ nha, ngộ vậy đó. Mình sống mình ở đất Mỹ này mà, nói chung như là cái chỗ tiểu bang tôi ở nó đâu có cho phúc lợi xã hội đâu. Hồi đó đi làm bằng Mỹ, nó ghép cái hồ sơ vô cái gia đình này, các bạn biết nó cho mấy cái gia đình này, tôi biết là nó cho tiền trợ cấp 3 tháng đầu, nhưng mà tôi đâu được hưởng đâu. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà, qua Mỹ xong rồi họ đuổi tôi. Rồi xong rồi mình mấy anh em, mấy người mấy tuổi tôi nhớ ở đó, cái mấy cái anh trong cái băng đảng ở bên cái chỗ tôi ở, họ thương tôi lắm. Họ thấy có một mình cù lăn cù lóc cái cho về nhà ở, rồi xin đi học rồi cũng phải đi làm part time để kiếm tiền trang trải. Có nếu mà tôi nói mà anh như cái thằng bạn mà tôi chơi thân đó hồi đó đó, má nó hồi đó tôi thương lắm, coi giống như là con vậy đó. Tôi kêu bà ăn bà vú, tôi kêu bà ăn bà bú bà vú, bà thương lắm, thấy có mình mà. Còn đời sống mà có gì đâu phải ngồi đó ca tụng Mỹ thôi, bất giận đi mấy khu trong cộng đó. Cái sức Mỹ này làm mới có, các bạn biết mình phấn đấu mình mới có được cái cuộc sống nó như là cuộc sống nó sung túc, nhưng mà đâu phải ai cũng được như vậy đâu chị các bạn. Có nhiều người phấn đấu chết mẹ giờ còn rớt lên rớt xuống. Nhiều thằng bạn của tôi hồi xưa đi học giờ ra nhiều thằng nó còn lu linh lu địa. Nhiều đứa tôi thấy sanh ra đẻ bên Mỹ còn lu linh lu địa, còn làm coi như là đầu tắt mặt tối. Tôi nói không phải mình chê nghề nghiệp, giờ có đứa đẻ ra bên Mỹ giờ này nó còn đi vụ móng, các bạn thấy không? Thê thảm luôn chứ không phải giỡn đâu. Đẻ ra bên Mỹ luôn. Là con của mấy người bạn mà tôi quen á, mẹ bó tay. Đâu phải đứa nào các bạn biết nó sang Mỹ là đứa nào cũng là học thành tài thành người hết đâu. Có nhiều đứa các bạn biết nó học, sức ép của tụi trẻ bên Mỹ nó dữ dằn, nó dữ lắm chứ bây giờ nó tôi luyện đứa nào mà không nổi là rớt. Có nhiều đứa là nó học, các bạn biết trung học nó học không nổi nó cũng văng như vắt rớt, cho nên nó phải đi học bổ túc. Việt Nam gọi là bổ túc, lấy cái GED, cái bằng trung học nó gọi là cái GED, nó gọi là General Education, cái đó nó tương đương GED. Mấy đứa mà nó học mà bị rớt trung học
không phải ra nó thi cái bằng đó, General Education, GED. Giống như những người mà sang Mỹ như tôi ở cái tuổi lỡ dở đó, tại mình đâu có học ở trung học phổ thông mà mình học không nổi hết. Các bạn biết thì mình phải học bổ túc để đằng mà lấy cái GED đó. Như hãng xưởng bên này khi đi làm đó, nó hỏi đòi hỏi mình phải có cái GED. Nhưng mà mình không có học hết high school ở bên Mỹ, hết trung học bên Mỹ, mình phải lấy cái bằng. Hồi xưa thì các bạn biết học hết trung học rồi ra đi kiếm việc làm được rồi. Bây giờ không có đâu. Bây giờ là phải có ít nhất là phải college 2 năm BA hoặc là BS, baccalaureate degree hay là associate degree, giống như Quốc Dương. Quốc Dương là làm bên điện tử, là nó gọi là AA. Còn mà những người ta làm ở bên giống như những cái ngành mà về văn phòng, về office á, thì họ học, họ lấy cái BS 2 năm. Mà có nhiều người ta học vậy xong rồi cái người ta học tiếp nữa. Họ vừa họ đi làm, họ vô hãng, họ làm là hãng đó. Các bạn biết lô hãng nó nhận mình trở thành biến chế rồi đó. Thì hãng nó sẽ trả tiền học cho mình. Mình bổ túc thêm. Có gì người ta mài mò, người ta chịu khó, người ta học nữa để đặng người ta lấy cái bằng 4 năm. Có nhiều khi những người cái bằng 4 năm, nhiều người học 6 năm. Tại vì mỗi người có cái gọi là cái change, cái mà cái cơ hội của người ta để người ta tiến thân. Nhưng có nhiều người nó sanh đẻ bên Mỹ mà nó có trình độ kiến thức về ngôn ngữ nó giỏi, thì các bạn biết nó học giỏi thì nó được học bổng, nó lên thẳng university luôn, nó đốt cái giai đoạn ở college. Còn những người người ta qua giống như là nửa nạt nửa mỡ, tiếng Anh tiếng U phải học, thường thì ta vô trong college tại trình độ của nó dạy nhẹ hơn, nó dạy cái level của nó thấp hơn. Còn lên university, anh chị các bạn biết học đó là học chuyên ngành, vô là đi thẳng luôn, vô học 4 năm là coi như ra được cái bằng cấp được gọi là chuẩn á, bằng 4 năm ở Mỹ. Mà nói chung các bạn biết nó phấn đấu, nó sức ép và nó học hành, nó phải làm. Tuổi trẻ các bạn biết có nhiều người nghĩ rằng cứ tôi qua Mỹ rồi tôi đem con tôi qua Mỹ là con tôi sẽ trở thành ông này bà nọ, bớt giỡn đi. Có nhiều đứa nó học tắt tần tật, đầu tắt mặt tối, học rớt xuống rồi ôm nợ, cứ mượn nợ nợ ơi cứ chồng nợ, rồi xong rồi tới chừng ra trường xong rồi mình vẫn bị hai, rồi bắt đầu đi làm kiếm chớp mèn đó ơi, vất vả chăm bề. Các bạn biết đâu phải dễ ăn đâu. Còn làm kinh doanh thì nói chung là biết khôn thì gặp thời thì nó lên. Mình làm kinh doanh nhưng mà không cẩn thận mà cái kiểu mà mê cuồng Mỹ quá đó, ngồi đó cái đội nó trên đầu ca ngợi nó, nước Mỹ của tao, nước Mỹ của tao, thằng lợi mình về Việt Nam ở đi, nước Mỹ của tao. cuồng quá rồi bắt đầu cái ngồi đó cái mê quá. Ô thấy người ta chạy chiếc Lexus cũng chạy ra quất chiếc Lexus về mấy chục ngàn ôm trả payment ra kia, thấy người ta ở cái nhà cũng bự quá, ô cũng phải quất cái nhà bự bắt đầu về cái trả 30 năm. Còn nhiều người ham đang lúc mà mình làm còn ra được tiền á, ham quá trả 15 năm thôi, làm trả cái trả góp mỗi tháng 3.000-4.000, tới chừng kinh tế mà nó bị đau thân hay là nó có vấn đề cái dần dù dách bỏ nhà nước Mỹ của tao bắt đầu phải làm lợi cài má nó nhìn không ra luôn, nó cũng nước Mỹ của tao, thằng Lợi Minh về Việt Nam mở đi, mày qua Mỹ làm cái gì. Mắc cười với thằng chóc cọc cực đoan ở bên Mỹ.
nó bị khùng khùng, tửng tửng, điên điên, nó bị dở hơi. Nó bị dở hơi thì sao á, nó bị hâm hâm. Nó tụi nó tôi thấy là toàn là cái đám gọi là ô hợp. Giờ cái thằng khùng lân nó làm như tôi là con nít vậy. Nó tìm cách nó kêu khích để đặng mà mình vô trong diễn đàn nó, để đặng mà cho nó câu view, bớt dẫn đi mấy cu. Mấy cu chưa đủ trình độ, mấy cu bao que chưa đủ trình độ chơi với anh Lợi Minh. Các bạn biết đời sống ở bên Mỹ này, tất cả mọi thứ ở bên ngoài mình nhìn thì nó hào nhoáng vậy đó. Bây giờ phải đổ xăng. Các bạn thấy chạy xe thì phải đổ xăng. Đổ xăng chứ đâu phải là chạy xe cái ông chăm ông cứ đưa cái thẻ cái ngồi đó đút thẻ vô là cứ bơm xăng, ông chăm ông trả tiền cho Lợi Minh đâu. Bà mẹ nó bắt mình phải nó bắt mình phải đòi mình nghĩ lên đầu giống như nó, mấy thằng điên này, mấy thằng điên này chứ nó bị khùng khùng điên điên rồi mẹ. Mấy thằng chống cộng toàn là cái đám ô hợp chống ra cái gì hết làm. Tấm lộn cái giấy này nó bị chóc ở Mỹ mà. Các bạn biết đời sống con người ta, các bạn thấy xe cộ chưa, các bạn thấy nó tấp nập ở ngoài đường hối hả, hối hả, cái gì cũng hối hả hết. Những ngày cuối năm rồi ai cũng tranh thủ hết. Chị em các bạn thấy không phải cứ ngồi đó cái nước Mỹ của ta bị xăng rồi, cái nước Mỹ của tao ai nói gì nước Mỹ của nó, bắt đầu nó ngồi lên nó khóc. Về Việt Nam ở đây nước Mỹ của tao á. Nước Mỹ của tao á hả, mấy thằng que bà nó cha tụi bay đồ điên. Thằng Mỹ mà còn ông Trump còn không dám đụng cái cọng lông chân tao nữa, nói chi tụi mày. Thằng quỷ mắt dịch thùng lân nó dọa. Nó dọa mình. Bà nó cha. Mình thấy nó hoang tưởng nhưng mà dưới thần không bị ơi. Khùng khùng nhưng điên, nước Mỹ của tao. Chào Trung Vũ, chào Hoa Mai, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Như Trung Vũ này Trung Vũ khác á, không phải Trung Vũ kia đâu. Hoa Mai Trung Vũ này Trung Vũ khác, Trung Vũ mập là khác nữa. Trung Vũ mập là chỉ Vũ không, như không có dấu. À là chung gầy thì phải. Nói chứ cuộc sống mà anh chị các bạn ơi, đời sống ở Việt Nam bây giờ các bạn biết lo làm ăn cũng không nên bám trụ ở trên cái Facebook này nhiều quá cũng không có tốt đâu. Tôi nói anh chị các bạn là tôi nói thật đi. Tôi các bạn biết cái Facebook này nó loạn dữ lắm. Trong cái người Việt của mình nó loạn giả mang. Mấy hôm nay tôi thấy có người đem cả chuyện vợ chồng mình ra lên trên mạng để cho mấy cái tụi kia nó ngồi đó nó phanh phui. Cái đó là hết sức là dở. Dở vô cùng. Các bạn biết cái cộng đồng mạng này nó phức tạp. Chuyện gia đình đóng cửa dạy nhau, tình cảm, tình yêu rồi cũng vậy. Đem trên này mà thông minh thanh nghe, đem vợ mình thông minh thanh nghe đồ này kia không nên, rất là nguy hiểm anh chị các bạn. Chẳng khác nào giao chứng cho ác. Mình có thời gian thì lên Facebook chơi, trên Facebook chơi tìm hiểu khi người này người kia nói cái gì hay, mình rút ra những cái kinh nghiệm sống. Mình phải lo làm ăn ở ngoài đời anh chị em các bạn biết, phải lo làm ăn ngoài đời chứ.
lên mạng tôi thấy đem chuyện gia đình, có nhiều người, ngay cả tôi thấy bạn bè tôi hay là những người mà tôi chơi thân vậy, mỗi lần mà đem cái gì vậy, cái ăn cái uống, cái đem chuyện gia đình con cái hay là bạn bè tình yêu tình cảm lên cái ngồi đó than trách, nguy hiểm lắm anh chị các bạn, nguy hiểm lắm. Đừng có quá tin tưởng vào cái cộng đồng mạng Facebook này, vô cùng nguy hiểm. Nhất là vợ chồng rồi cũng vậy, rồi yêu đương rồi tình cảm rồi, cứ để nó thật ở ngoài đời. Các anh chị các bạn luôn, anh chị các bạn không tin tôi, anh chị các bạn ngồi ở đây, anh chị các bạn tắt cái Facebook đi, đi ra ngoài đời, anh chị các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình nó một trời một vực, nó không có giống như ở trên này đâu. Mà các bạn cố lắm, người này kích, người kia kích, người kia cầu, người kia kéo, người kia lôi, rồi đem ra gỡ con rồi lên ngồi đó chụp rồi like rồi, rồi để cho những người khác nó chế nhiễu, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Nhất là mình là người đàn ông, mình cần phải chuẩn mực, mình cần phải có cái lập trường. Cái cuộc sống ở bên ngoài đời anh chị các bạn biết nó rất là, nó rất là thật. Mình làm ăn mình phải tạo cái sự nghiệp của mình nó vững vàng, còn ở trên này á nó vô vàng phức tạp, nó làm cho mình sống bị lôi vào cái sự gọi là quan tưởng. Các bạn biết tôi về Việt Nam có những câu chuyện rất là thương tâm. Hồi lúc tôi làm ở trên Phú Lý, Đồng Nai, Vĩnh Cửu á, các bạn biết có hai mấy gia đình tôi biết ở là vùng quê đó nha, nó ngồi nó ghiền internet, nó ghiền mạng, nó chơi, anh chị các bạn biết nó bật ra hả, nó bật ra nó té nó chết luôn. Hai gia đình, hai có một thằng con trai mang con vợ của ông này phải lật đật gán nặng đẻ ra thêm một đứa nữa cho có đứa con trai để đặng mà để thằng mà nói giỏi. Man, tôi nói anh chị các bạn, con của ông mà gọi là chủ tịch xã Phú Lý rồi, một anh này cũng là làm có làm ăn cũng khá giả lắm. Các bạn thấy ghê không? Nhiều câu chuyện thương tâm lắm. Cho nên đừng có quá mà cuồng cái Facebook. Tôi nói chị các bạn biết ở trên này mà tôi mà không phải hồi đó tôi mà kiểu mà háo hắn hay là mê muội là trên này nó lôi cuốn làm nó vô cái dòng xoáy của nó. Các bạn thấy cái nhóm tổ quạ nó chịu đấm ăn xôi ghê không? Nó ngồi đó tại vì hiện nay các bạn nhìn thấy không, tụi nó kiếm ra được cái lợi nhuận mà được bao lâu, các bạn thấy không, được bao lâu, nó không tồn tại. Tại vì cái cuộc sống của mình ngoài đời mình ăn nên làm ra, mình tạo sự nghiệp, mình có của ăn của dư của thừa của để đã, rồi chơi muốn chơi cỡ nào chơi, chứ đừng có lên này mà mình không có gì cái tạo kiếm được mớ tiền quảng cáo hay này kia. Các bạn biết những cái thứ đó mình ăn rồi nó cũng tiêu quá rồi, nó đổ sông đổ biển hết rồi. Đấy. Tạo ra những cái scandal rồi các bạn thấy nguy hiểm lắm. Tôi thấy mấy hôm nay tôi lên tôi thấy man, nhiều người lên mạng, tôi thấy người Việt của mình tôi thấy nhiều khúc khiếp quá. Lúc trước ở trên cái truyền thông của mạng Thao Thoát tôi đã thấy nhiều rồi, bây giờ Facebook bắt đầu tôi thấy bắt đầu xảy ra nhiều khủng khiếp. Em vợ con mình rồi tụi nó like xong rồi nó chụp hình rồi nó trở thành cái tâm điểm của tụi nó. Các bạn thấy vừa rồi tôi về cũng vậy, tụi nó chơi tôi một cái cú thôi đau, nó live stream xong rồi nó dùng cái những cái live stream đó, ô nó thằng Lợi Minh về nè được đối xử như thế này thế nọ nè, bullshit. Thằng Lợi Minh này chơi rất là sòng phẳng anh chị các bạn, mình cũng thủ đó chứ, mình cũng thủ rất là, mình cũng thủ đó, cho các bạn biết mình đi đi về về hoài à, mình cũng thủ dữ lắm, chơi giao tiếp đồ mấy cái nhóm hội đồ nó nói anh chị các bạn biết. Bởi vì lên đây Lợi Minh lúc nào cũng vậy, muốn làm sao anh chị các bạn thức tỉnh, mình tin tưởng vào cái cơ chế Việt Nam, những người lãnh đạo của trung ương, những người lãnh đạo ở cấp cao, người ta rất là sáng suốt, người ta rất là giỏi. Các bạn nhìn thấy, các bạn tìm hiểu, các bạn thấy tuyệt vời lắm, người ta đi trước các bạn 5 năm 10 năm không à, các bạn đi toàn là đi sau mà. Tôi nói thật đấy, tôi nói bằng tấm lòng của tôi, tôi lên đây chưa bao giờ tôi lôi kéo ai theo tôi. Nhiều khi tôi bô tôi nghe người này kia mà khen tôi nảy nọ, nhiều khi tôi cũng sợ lắm, tôi nói thật á, tôi cũng sợ lắm.
chứ tôi chia sẻ cái gì tôi thấy mình hay mình chia sẻ nhau, mình học hỏi thôi. Chứ còn mà trên này các bạn biết, cái người này tăng bốc, cái người kia đẩy đưa, cái người nọ kéo qua, người nọ kéo lại, cái bắt đầu cái họ tạo ra những cái mà nó lôi mình vào trong cái cuộc chơi của họ. Có những người người ta thật tình thì không nói gì, các bạn biết không? Nhưng mà ở trên mạng này kiếm mà những người anh em mà hết lòng, các bạn nghĩ đi, khó nói lắm. Lên trên này chơi hiểu biết vui với nhau, cái gì hay mình chia sẻ rồi mình rút tỉa ra ngoài đời để đặng mình học hỏi và mình áp dụng cuộc sống của mình. Rảnh thì lên mạng chơi, những cái chuyện gì của gia đình đồ á, tôi nói chị các bạn nha, những cái chuyện gì của gia đình cuộc sống của mình đó, đừng bao giờ đem vô trong Facebook. Tôi về Việt Nam con cháu tôi mấy cái chuyện của nó mà nó đăng lên Facebook, tôi la nó coi như là tôi như là tát nước đổ bờ vậy đó. Tôi la nó, tôi cấm nó. Tôi bắt các bạn biết, nhiều khi buồn phiền cha mẹ anh em tình cảm thì cũng đem vô trong Facebook, nguy hiểm lắm các bạn biết. Cái người mà người ta thật lòng thật tình đó, đếm đầu ngón tay, con vợ của mình đem lên đó cho người ta phanh phui bới móc, thằng nào con nào nó nói nó bài trò bài chuyện, ví dụ nó nói chuyện gia đình mình kể cha nó, mình đem Facebook chi, rồi mình bắt đầu các bạn thấy không, nó tạo ra những cái câu chuyện, oh my, bắt đầu nó câu view câu like. Ôi, bởi vì các bạn thấy yêu nước ở trên cái cộng đồng Facebook này, biết là tôi thấy nó thành yêu nát hết trơn. Mấy cái lũ chống cộng cực đoan các bạn thấy toàn là cái lũ ô hợp dồi bọ, nó nghĩ là nó kích tôi được, bớt giận đi mấy cu. Tôi đi trong ruột cho nó đi ra. Bởi vì tôi chơi trên mạng này tôi vô tư lắm anh chị các bạn, tại vì chỉ có cái vừa rồi tôi quá nể anh em cho nên tôi mới đến chơi rồi giao lưu rồi họp họ, mình chơi thôi, mình nghĩ là ai cũng lớn rồi. Các bạn thấy Noel bên này nhà cửa ai cũng trang hoàng đẹp lắm. Bên Mỹ nè, người ta trang hoàng nhà cửa cái ngày Noel mà. Một năm nó có được có mấy ngày này thôi, trang hoàng có nhiều chỗ họ trang hoàng họ lộng lẫy lắm, cực kỳ luôn, để đặng mà họ lên họ đưa lên truyền thông cái họ thi đấu nhau á anh chị, mới họ thi đấu nhau để được thưởng, họ cạnh tranh nhau. Vui lắm. Để ngày mai tôi có rảnh tôi đi ở mấy cái chỗ nhà kia, nó làm đẹp lắm. Cho nên lại mình lúc nào cũng vậy, phiên anh chị em các bạn hết sức thận trọng chơi trên mạng này, đừng quá. Ngay cả lợi mình chia sẻ thì anh chị các bạn cứ thấy cái gì mà nó phù hợp thì mình góp ý với nhau thôi, cũng đừng có kiểu giống như cái gì cũng lợi mình lỡ lợi mình nói gì cũng phải, cái bắt đầu nhảy ra bắt đầu chửi rồi bắt đầu thất vọng chàn chề, không nên. Lợi mình cũng chỉ làm con người đó, lợi mình lúc nào cũng như vậy. Phiên anh chị em các bạn sống thượng tôn pháp luật và mình sống đúng theo cái hiến pháp của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Xã hội nó có những cái nan đề thì mình phấn đấu lên, chứ đừng có nhìn những cái nan đề đó mình bất mãn rồi quay qua nói xấu một cái tổ quốc, một cái đất nước. Đâu phải ai cũng xấu hết đâu, các bạn thấy quê hương đất nước của mình, những người biết bao nhiêu người ta đang làm gì để đặng mà cho nó tốt hơn. Các bạn thấy các bạn đang ngồi lên mạng chơi vui vẻ, có những người họ ở đang ngoài bờ biển đảo, họ phải giữ gìn cái sự bình yên của tổ quốc cho các bạn. Các bạn thấy không, có bao nhiêu người chọn những cái công việc đó. Tôi nói trên mạng này tôi biết có một em làm bên hải quân đó. Nhiều lúc em than em thấy nhớ nhà nhớ vợ, đi xa đó. Các bạn thấy tôi nói thôi cố gắng đi, em này kêu tôi bằng chú rồi. Tôi không có nói tên đúng không, nói thì gác làm thời gian rồi chuyển ngành. Các bạn biết tội nghiệp đó, thấy thương đó. Cuộc sống có những người người ta phải gìn giữ, những người cảnh sát biển, những người công an biên phòng, người ta gìn giữ sự bình yên cho các bạn để các bạn có cái cuộc sống mưu sinh hàng ngày nó tốt hơn. Mình đừng có nghe theo mấy cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp rồi lên mạng rồi tào lao trên này. Tôi nói nó không có hữu ích gì anh chị, mà
Còn những cái chuyện gì đời tư gia đình của mình giữ kín được thì giữ, nói chuyện ở ngoài đời, tâm sự với bạn bè ở ngoài đời, chứ còn lên trên mạng này ơi trời da. Tôi nói anh chị các bạn vô cùng nguy hiểm. Never never ever ever do that. Hế? Mình cũng làm Noel rồi, thấy không đó. Đấy, mình cũng làm đèn chớp chớp cháy cháy rồi, không? Thôi chào anh chị em các bạn nha. Bye 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 bye. Tiếng tông cái gì quên tắt đèn, tiếng tông. Bye 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 bye.